Con đây. Mày đi đâu đấy hả? Lấy mặt ổi. Ổi làm cái gì? Ăn. Ôi trời ơi, mày vặn ổi mày ăn à? Thôi bỏ đi. Mày đưa ông đi đi. Hả? À? Con đi. Ông đi chậm này làm sao con chờ ông được? Tao phải đi chậm để tao còn thở. Ôi trời ơi. Không phải cái nhà đấy đâu, nhà trên này cơ. Nhà nào? Đây, nhà đây. À, đây rồi. À, nhà. Được rồi. Mọi này, ông dặn đây. Mày phải đứng đây canh chừng cho ông. Vâng. Nhá. Vâng. Nếu mà nhà bà hến nhá. Vâng. Và nó không trả ông tiền nhá, thì ông sẽ nằm ở đây để xem gan ông to hơn bà ấy hay là bà ấy to hơn ông. Nhớ chưa? Vâng. Ừ, ông vào đây. Ừ, ông ơi. À? Ông cẩn thận đấy nhá. Nhà bà hến còn cho giữ lắm. À? Nó mà. Cái gì? Toi đời đấy. Ôi, con chó là nó chết từ lâu rồi. Bây giờ xác của nó đang chôn ở ngoài nghĩa địa kia kìa. Mà mày cũng vô dụng lắm. Mà tại sao tao lại ngu như thế nhỉ? À, tao không tuyển ra mấy cái thằng to cao lực nữa để nó còn trông nhà trông cửa cho tao, nó đòi nợ cho tao. Thôi được rồi, mày đứng đây trông chừng đấy nhá. Trông chừng đấy mà không được để cho con hến nó thoát rồi nhá. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Ông ơi, cẩn thận nhá, chó dữ lắm, nhớ mà. Không phải dạy khôn ông. Cẩn thận ông nhá. Ông nói mà không dạy khôn ông. Cẩn thận ông nhá. Chó dữ nhá. Cây chung sinh tang tình là cây chung mọc. Cây chung mọc lên bờ. Hôm nay là một ngày may mắn. Đi đòi nợ mà lại được ngắm hoa thưởng nguyệt. Tiên sư đứa nào dính trộm bà thay áo đấy? Ôi trời ơi. Đứa nào đấy? Tiên sư đứa nào dám dính trộm bà đấy? Ôi giời ơi. Cái lão già này. Ôi trời ơi. Ban ngày ban mặt ông dám chui vào nhà người ta dính con gái nhà này thì sao hả? Này. Ta nói cho nhà ngươi biết nhé. Nói gì? Hả? Ta là ông Nghị, quan chức trong làng. Ta đến đây là để đòi nợ nhá, chứ không phải là làm cái việc xàm xỡ hiểu chưa? À. Đi đòi nợ hả? À. Là con dập tóc quý hả? Ôi giời ơi, già rồi mà mất nét nhá. Thôi, xin, tôi già rồi. Tôi già, tha cho tôi. Con sức đi dình con gái nhà lành đi thôi. Ôi, ngay ra khỏi nhà bà. Cút. Ôi trời ơi. Cút ngay. Ôi. Mày đi đâu? Mày đi đâu? Ông vào cứu ông hả? Con biết thừa ông bị đánh rồi. Để xem là người ta đánh ông như nào thôi. Đánh mạnh hơn nữa còn vào cứu chứ. Cầm tí này ăn thua gì. Úi giời, con đứng ở đấy hả? Thôi mày ơi, tao chạy sao bay đi. Không đâu ra đến đâu rồi thì chết rồi, chết rồi. Chạy đi mày không? Đâu rồi? Ôi, cái lão già mất nét đâu rồi? Đúng là cái lão già mất nét. Bà mà bắt được á, biết tay bà. Đi nhanh lên. Ê. Này. Hả? Đi sau tao. Ông vừa bị đánh một cái mà sao khó tính á. Có ngon không đâu? Ngon. Mùi gì nhỉ? Mắm tôm đậu phụ à? Này, mày quay lại mua cho ông một ít đậu phụ nhá. Để về ông chơi.
nhớ là phải có cả mắm tôm nữa đấy nhá. Cũng phải giật giật tiền. Tiền đấy à? Ừ? Tiền. Tôi chết rồi, tôi lại quên tiền ở nhà mất rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Làm thế nào hứ? Hả? Về, nghĩ đi về. Không. Về. Để từ từ, tao cũng đang thèm. Thế là tao nghĩ cách nhỉ? Hay là ông cũng cầu nghĩ thằng thơ đi. Trên đời khoái nhất mắm tôm, mùi hương của nó. Còn quên lối về. Tiền đây chứ còn tiền đâu nữa. Ăn đậu phụ mà không mất tiền thì nó mới ngon. Chào ông Tránh. Ông Tám. Quá. Đúng là rượu ngon thì phải có bạn hiền. Ví như đậu phụ ăn liền mới ngon. Không biết có phải vì cái món đậu phụ mắm tôm này mà nó hút ông Tránh từ phương nào đến đây để đánh chén vậy? Chú Ấn, đất lành chim đậu, mật ngọt chết ruồi. Anh em ta đánh chén. Đúng, ông nói như thế là cũng có lý. Nhưng có một điều thì tôi muốn nói với ông thế này. Thế là hôm nay ông mời tôi hả? Ơi, ai dám? Ai dám qua mặt ông Nghị? Ông Nghị là người giàu nhất 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 cái làng này. Mà lại hào phóng. Ông mời tôi đi. Ông nói cũng có lý đấy. Không phải chứ. Thôi nhưng mà hôm nay tôi lại nhường ông mời tôi nhé. Tôi nhường ông mời tôi. Tôi nhường ông. Tôi nhường ông. Nhà ông ơi, hay là hai ông không cãi nhau nữa. Con có ý kiến này. Ông là cái người mà giỏi đối nhất à. Ông ra câu đối ăn không mất tiền luôn, chắc chắn ông ấy thua. Thôi vậy ông Nghĩa, để khỏi mất lòng nhau, tôi ra thi câu đối. Ai mà đối được thì không phải là tiền. Còn ai mà không đối được phải trả tiền. Trả tiền. Ông chịu không? Ông ra về đối trước. Tôi ra về đối trước nhá. Vâng, tôi nhờ ông. Hơi khó, câu gì nhỉ? Ở đây có đậu phụ mắm tôm. Ông ra để lượng. Có rồi. Ông Nghĩa ơi, ông đối này. Nướng đậu phụ cho chan. Nướng đậu phụ cho chan. Quá khó. Cái này thì không thua đứt đuôi rồi. Sắc ít mẫu cho mẹ uống. Thua chưa? Bà chủ đâu? Cho tôi hai đĩa đậu nữa đây. Quả là ông Nghị là người có học. Ra câu đối sát cho sát. Đối phụ đối với cha. Mộng đối mẹ. Chấm đối mẹ. Quả là người có học. Ông ơi, như thế là ông thua. Ông phải trả tiền ấy. Ông còn cười, ông còn vui. Mày yên tâm. Ông ấy đối thế là chưa thông. Phụ đối với cha, mẫu đối với mẹ, ăn đối với uống. Thừa thế là. Thế ông còn muốn thế nào nữa nào? Ông đối thế là chưa thông. Ai lấy ít mẫu để chấm với đậu phụ. Phải đối như thế này nó mới thông này. Đấy, mắm tôm cho mẹ chấm. Ông Nghị thua rồi. Ông trả tiền đi. Ông Nghị trả tiền đi. Con ơi, đứng lên. Đã thế tôi không thèm nữa. Mày trống không? Mơ dạ. Xoay một vòng. Ngồi xuống đây. Đứng dậy. Đứng.
con gái thì có cái gì hay ho, mà sao con trai lại thích mày? Mày có biết tại sao không? Ơ, à, hỏi lạ, con còn bé thế này sao không biết được? Thôi, con lên hầu ông đây, hình như ông về rồi sao? Kìa, kìa. Này, đứng lại đã. Mình phải lên tận động tiên để tìm được câu trả lời. Ông cứ từ từ rồi nó sẽ mua về cho ông ăn. Gom lên thì có mấy cái miếng đậu phụ mà cứ lẻo nhèo, cứ làm như sơn hào hải vị lắm ấy. Con này mới đi mua mãi bây giờ mới về à? Mang ngay đậu vào trong ăn đi khẩn trương. Mua thêm mấy đĩa nữa. Gom lên thì cứ làm như là sơn hào hải vị lắm không bằng ấy. Mày bảo bà thuê cho tao mấy thằng đầy tớ nan, đàn bà ở cái nhà này á toàn một lũ ăn hại. Dạ bẩm bà, ông muốn bà mượn mấy anh đầy tớ nam ạ. Hình như ông giận chị Mẫn hay sao ấy, thì thái độ của ông có kỉnh lắm ạ. Khổ thật đi, ngày xưa nói là không bao giờ cần đầy tớ nam, lại còn chê chúng nó là cái đồ ăn hại. Thì bây giờ tự nhiên lại cần đầy tớ nam là sao? Mệt với ông mày quá cơ. Thôi được rồi, tao sẽ đích thân đi tìm đầy tớ nam cho ông mày. Bây giờ mày vào bê cái rổ khoai ra đây rồi đi với bà. Dạ, con phải vào hầu ông ạ. Sao lại hầu ông? Con Thắm đâu? Vào trong bếp mang rổ khoai đi sang nhà lót với bà, khẩn trương. Chị Thắm ơi! Ba cái thằng phải loạn này. Dậy. Ai đi ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại dậy ăn. Phải tìm cái việc gì mà làm đi chứ. Đúng gì đấy. Chúng mày thử nhìn mà xem. Béo chảy mỡ ra cả kia. Ba thằng béo như là cái con cung cút đấy. Mày nhìn mà xem, nhìn đi. Nhìn mày xem đi, đúng không? Úi giời ơi, không lao động thì làm gì mà chả phải béo. Bố ơi, dạ là con thấy con cũng béo thật ạ. Mày chả biết cái gì cả. Chả biết cái gì cả. Mấy ngày hôm nay có cái gì nhét vào mồm không? Toàn uống nước lã. Các cụ bảo ấy, như thế này ấy là bị phù thủng đấy. Rồi, con xin phép bố, xin phép các anh cho phép con được cắt ngang câu chuyện ạ. Mình nói đi. Con xin phép bố, xin phép các anh, con đi ngủ tiếp đi. Thức thế này á, đói lắm. Thì con cũng ngủ đây ạ. Thế này thì con nghèo. Các cụ nói cấm có sai. Tam nam thì bất phú, tứ nữ thì bất bần. Trời ơi, không biết bao giờ tôi thoát cái cảnh là còn phải nợ nần với mấy cái thằng này nữa cơ chứ. Sao bố không cố đẻ thêm một thằng nữa này, cho nó đỡ tam nam bất phú? Mày không cần phải nói, tao đổ nước vào mặt mày đấy. Chúng mày có tin tao ném cái bát này vào cái mặt chúng mày không? Bố ơi. Hả? Nghèo thì nâu, giàu thì mấy. Câu ạ, nói. Hai cái đồ tham ăn. Ôi trời, dạ mời vào uống nước ạ. À. Dạ xin mời vào đây ạ. À. Dạ nó bảo mày đấy. Dạ, thưa bà. Dạ quý quá bà. Mày à, bà đúng là có tâm lòng của Bồ Tát. Bà mới thăm đến thăm chúng tôi. Này các con dậy chào bà Nghị đi con. Cứ từ từ khoai còn nhiều thì bà Nghị cho các con ăn. Dạ con chào bà. Khoai lang ấy thì nhà tôi không có thiếu. Yeah. Thế nhưng mà tự dưng ấy không phải có khoai lang mà ăn nhá. Xem ra thì nhà ông cũng có ba thằng con trai to khỏe vạm vỡ đáo đẹp. À, dạ vâng, các cháu khỏe lắm đấy ạ. Dạ chúng ăn khỏe lắm ạ. Thế nhưng mà bị gì anh nhỉ? Bị phù thủng ạ. À mà này, chúng mày có thích ăn khoai thỏa thích không? Bà Nghị hỏi lại nhờ. Dạ, thưa bà, chúng con đang chết đói,
có khoai ăn là tốt lắm rồi ạ. Bà ơi, chúng con khỏe mạnh, dư sức để phục vụ bà. Nhưng chỉ cần bà cho ăn khoai thỏa thích thì chúng con sướng lắm ạ. Con đội ơn bà cho chúng con sang bên đấy ăn nhờ ở đợ bên đấy. Dạ, chúng con hứa sẽ không phụ lòng tin của bà đâu ạ. Dạ, thưa bà đã có lòng thương đến các cháu. Đón các cháu về bên đấy để làm đầy tớ hầu hạ ông bà. Dạ. Thực ra là cũng may cho các người đấy. Dạ vâng. Tự nhiên ông nghĩ nhà tôi lại dừng mỡ lên lại thích đầy tớ là nam giới. Hiểu chưa? Dạ. Thôi được rồi, tôi sẽ quyết định nhận ba thằng này về ở đợ nhà tôi. Ăn anh, nhưng mà nhớ nhá, chỉ được ăn khoai ăn sắn thôi đấy. Hiểu chưa? Dạ. Trong khi làm việc, nếu như đứa nào chịu khó chăm chỉ, bà sẽ thưởng thức. Thôi được rồi, bây giờ thu xếp hành lý rồi theo bà về nhà, nhanh lên. Dạ thưa bà. Sao? Chúng con không phải chuẩn bị hành lý đâu ạ. Cứ thế này là lên đường rồi. Chỉ có thế này thôi mà. Dạ vâng ạ. Cứ thế này thôi ạ. Thôi được rồi, đi theo bà về nhà. Nhanh lên, đi theo bà về. Nhanh lên, con này, đi về. Bà đi rồi ngay à. Rồi. Bố dặn này. Dạ. Các con sang đấy là nhớ chăm chỉ, nhớ là nghe lời bà, không được để ông bà mất lòng nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thế dạ, con đi đi. Con xin phép thầy, con sang bên nhà ông bà nghỉ làm kẻ ăn người ở bên đấy. Dạ, thầy ở nhà, khi nào thầy đói thì thầy nhớ ghé qua nhà ông bà nghỉ, rồi con xin khoai cho thầy ăn thầy nhá. Thôi, con cứ đi đi. Dạ vâng, thầy ở nhà giữ gìn sức khỏe nhá. Thế tốt lắm rồi, con cứ đi đi. Con đi đi ạ. Con đi đi. Tốt rồi. Thế này là tốt rồi. Tốt lắm rồi. Thế ra kính chào quý khách ạ. Xem nó như thế nào. Chưa đến lúc. Làm đầy tớ dễ anh nhỉ. Mày cứ đợi đấy, mày chẳng biết cái gì. À, em biết rồi. Có cái gì? Ăn cái gì? Anh thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Mày chả được. Bé đi ngủ. Mày không thấy ông đang ngủ à? Ông còn dậy là lại phải làm ấy. Chú con chào bà. Bà. Nghe đây. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ là đầy tớ ở cái nhà này, nhớ chưa? Dạ. Mà phải chăm chỉ, nghe lời, chịu khó. Không có được linh ta linh tinh. Đến tai bà thì đừng có trách, nhớ chưa? Dạ. Đây, áo của các ngươi đây. Ăn mặc đi. Con xin ạ. Phải cho nó chỉnh tề. Dạ. Nhá. Mà đặc biệt đấy, nhất là trước mặt ông là không để lộ ra. Nhìn thấy ông chưa? Dạ. Nhìn thấy chưa? Chúng con nhìn thấy rồi. Đấy, dạ. Lúc nào cũng nhăn nhó, rất là nghiêm khắc. Nhá. Ăn mặc phải nghiêm túc. Dạ. Thế còn khi phục vụ bà,
thì ăn mặc thế nào cũng được, nhớ chưa? Yeah. Yeah. Nghe ta dặn đây, cái phòng ngủ bên này là của ba anh em các ngươi, nhìn thấy chưa? Yeah. Thế còn buồng bên này là của hai cô Hầu, cô Mận và cô Mơ. Đặc biệt là cái rẽ bên trái kia là con gái cưng của ta, cô Nguyệt, nhớ chưa? Chắc là xinh lắm. Cấm có được lén phén cái gì đó, bà mà biết thì đừng có trách nha. Yeah. Cả hai con này nữa. Ôi kìa, nghe rõ chưa? Rồi ạ. Bà mà biết nhá, bà tống cổ hết, được chưa? Ừ, cảm ơn nghe. Dạ, thưa bà, thay mặt các em con, chúng con xin đội ơn ông bà đã tin tưởng cho chúng con làm kẻ ăn về ở trong nhà. Dạ, thưa bà, chúng con sẽ không phụ lòng tin của ông bà đâu ạ. Tốt rồi, bây giờ nghe ta phân công công việc đây. Dạ. Ngươi là anh cả, đúng không? Dạ vâng ạ. Ngươi sẽ phụ trách xay lúa, giã gạo quanh nhà. Dạ vâng ạ. Chưa? Dạ vâng. Thế còn thằng kia? Dạ. Vào đây. Dạ. Dạ, bẩm bà con đây ạ. Ngươi tên là gì? Dạ thưa bà, con xin được phép trả lời, con tên là Vẻ ạ. Ngươi là Vẻ đúng không? Dạ. Có vẻ là lễ phép. Thế đúng bà... không? Ta sẽ phân công cho ngươi chăn gà, chăn vịt và hai đàn trâu nữa, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ. Còn thằng kia, mày đứng đây xem nào. Lo với thằng kia. Chúng mày đập kia, bỏ chân xuống thôi. Mày đo xem nó là bằng đâu mày? Dạ, bằng bà đến đây ạ. Ở nhà bọn con đo suốt rồi ạ. À, thế hả? À, ngươi tên là gì? Dạ, con tên là Vui ạ. À, thế hả? À, có vẻ lúc nào cũng... Dạ, vâng ạ. Ta sẽ phân công cho ngươi phụ trách theo hầu để phục vụ ông. Dạ, à, được không? À, ý ông thấy thế nào? Đấy! Ý ông thấy thế nào? Tôi sẽ cho thằng này nó theo hầu ông được không? Ôi trời ơi, gầy còn như con nhãi bén như kia thì hầu hạ cái gì? Để chọn cho tôi cái thằng nó to khỏe lực lưỡng như con trâu bọng ấy. Nó hầu tôi, thỉnh thoảng nó còn phải cõng đi nữa chứ. Này này này, tôi nói cho ông biết nhá, ông già rồi, ông đi đâu nhiều mà phải cõng nhá. Ăn uống thì có người bưng người rót đến tận mồm rồi, làm sao mà ông phải lòng hoằng thế ạ? À? Tôi nói cho biết, những cái thằng to cao như thế này, béo khỏe như thế này, nó phải theo hầu tôi chứ. Ông một người thì công to việc lớn ở cái nhà này. Thế tôi hỏi ông, cái nhà này ai là chủ hả? Ai là chủ? Giờ nói nhiều thế nhỉ? Thôi, không nói nhiều nữa. Nghe phân công đây. Mừng, xay lúa giã gạo xong, vào bóp chân cho bà nhớ chưa? Bóp chân à? Đúng rồi. Thôi, việc ai người đi làm đi. Ôi tôi chết rồi. Bà này, cô Nguyệt đâu ấy nhỉ? Ơ nhỉ? Hả? Đâu? Này, tôi chết. Cô Nguyệt đâu? Chúng mày có thấy cô Nguyệt đâu không? Ờ. Này, chúng mày có thấy cô Nguyệt đâu không? Bà đi tìm xe đâu? Hai đứa này chạy vào trong nhà xem có qua nhà không? Ôi chết rồi. Rồi. Có thấy không? Hả? Sao? Cô có nằm trong nhà không? Hả? Hả? Mày nói ngay, mày khai thật xem cô Nguyệt đâu? Hả? Lúc bà đi ra ngoài, con thấy cô đi theo, con tưởng cô đi theo bà. Ôi trời ơi, chết rồi, trời ơi. Lại trốn đi chơi rồi, đúng là đồ ăn hại. Ôi này, bà bảo ai ăn hại? Có ăn đi đến đậu phụ với mắm tôm mà bảo tôi ăn hại hả? Thỉnh thoảng cũng phải cho nó đi rong chơi một tí chứ. Ôi trời ơi, chơi cái gì? Tôi nói ông ra đấy mà để cho dai nó ve vãn tán tỉnh phải không nha. Ôi trời ơi. Ba thằng này, đi tìm ngay cô Mệt vào đây cho bà. Dạ thưa bà, nhưng mà chúng con có biết mặt mũi của cô nhà như thế nào đâu mà đi tìm ạ? À? Ôi trời ơi, trời cô mặt gãy chán nhân chắc giống bà, dễ tìm lắm đấy. Trời trời ơi, anh chả biết cái gì cả. Con gái cưng của bà chắc là phải xinh như tiên nha dáng chân. Đi đi làm việc đi. Đi tìm. Đi tìm cô bé. Chả cần đâu. Chúng mày đi. Đi nhanh lên. Đi tìm. Nhà thì đông người thế này mà rắc là lũ ăn hại thôi. Này này, bà bảo ai ăn hại? Có một cái đậu phụ mắm tôm mà lại bảo tôi ăn hại hả? Không nói nhiều nữa. Thỉnh thoảng cũng phải cho nó đi chơi chứ. Hả? Mày thích là người đó. Dạ thưa con khách, đây là loại rượu đặc biệt của Tử Lầu chúng em, có tên là Téo Màu Hạ Thổ đấy ạ. Đảm bảo chỉ cần quý khách thử 3 giờ thôi là lên mây luôn ạ. Tên rượu lạ nhỉ? Téo Màu nghe tự như là táo mèo ấy. Chuẩn. Không, sao lại là táo mèo được ạ? Đây là loại rượu táo mà một năm nó chỉ rơi có một quả thôi đấy ạ. Táo tiên mà từ trên trời rơi xuống á? Dạ. Loại rượu này
đã được tử lầu chúng em trưng cất 100 năm nay rồi đấy ạ. Quý khách chỉ cần 3 giọt thôi là quý khách lên thiên đàng luôn đấy ạ. Lên, công nhận là lên. À mà này, cái tử lầu này ấy, ngoài loại rượu ngon ra còn có cái món gì đặc biệt hơn nữa không? Quý khách cứ đùa, đến với tử lầu làm gì chỉ có mỗi một mình rượu ngon thôi. Mà rượu cũng chỉ là nàng tiên dẫn đường cho quý khách lên đến thiên đàng thôi ạ. Ôi, lại còn có cả thiên đàng nữa. Đâu đâu, nàng cho ta xem với. Dạ đây ạ.